scoring Japan under 19 nil, Việt Nam under 19 nil. Tỷ số chung cuộc trận đấu U19 Nhật Bản 0, U19 Việt Nam 0. U19 Việt Nam cầm hòa U19 Nhật Bản, qua đó giành quyền chơi ở vòng chung kết giải U19 châu Á 2020. Nhật Bản đứng đầu bảng giành vé chính thức. Trong khi đó, U19 Việt Nam nằm trong nhóm 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. I'm sure we cannot win maybe one time, I know that. But at the same time, this is the gap between Japan and Vietnam now. Theo tôi nhận thấy, trong trận đấu hôm nay, Nhật Bản không thể triển khai lối chơi theo ý của họ. Có thể là họ bị bất ngờ với lối chơi của Việt Nam. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã làm tốt ở khâu chuẩn bị chiến thuật. Với mục tiêu là phải đạt được ít nhất một điểm để vượt qua vòng loại, chúng tôi đã chọn lối chơi phòng ngự, khóa chặt các đợt tấn công của Nhật Bản. Từ kết quả này, tôi rất mong các cầu thủ nhận ra rằng bóng đá Việt Nam có thể cải thiện hơn nữa, phát triển hơn nữa. Tất nhiên, quá trình này thì cần nhiều thời gian. Tôi mong các cầu thủ chủ động hơn, sáng tạo hơn, đặc biệt là ở kỹ năng xử lý cá nhân. Kết quả ngày hôm nay chính là tiền đề để chúng ta hướng đến vòng chung kết vào năm sau. Khi đó tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tập hợp các cầu thủ. Tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. And we need time. We need time. We need time because I consider also. Đã xuất hiện một số ý kiến chỉ trích lối chơi thiếu tích cực của U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Hai đội chỉ cần hòa là dắt tay nhau vào vòng chung kết U19 châu Á 2020. Giải đấu này dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Uzbekistan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể Thao 360 của Báo Thanh Niên.